Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Đương Hôn. Nhà mái Thái sân vườn đang trở thành xu hướng được rất nhiều gia chủ quan tâm, tham khảo và lựa chọn trong thời gian gần đây. Không gian sân vườn rộng rãi, thông thoáng chính là địa điểm lý tưởng để gia chủ có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, tạm rời xa thành phố hoa lệ. Ngày hôm nay, Thảo Đương Hôn sẽ dẫn quý vị về Hương Sơn, Hà Tĩnh để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình yên của nhà mái Thái sân vườn của gia đình chị Tú. Trước khi khám phá chi tiết mẫu nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị hãy cùng tìm hiểu về một ưu đãi cực kỳ lớn. Tháng 3 xây nhà, tặng quà phải đẹp của Thảo Đương Hôn từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Quý khách hàng sẽ được giảm ngay 10% khi ký hợp đồng thiết kế, giảm 15% khi ký hợp đồng thiết kế online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói. Đặc biệt, chiết khấu từ 3 đến 8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với số hotline của Thảo Đương Hôn để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình. Thảo Đương Hôn tự hào là đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công trọn gói trên toàn quốc với phương châm mang đến giá trị tuyệt vời nhất cho không gian sống của mỗi gia đình Việt. Thảo Đương Hôn tiên phong áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning và khảo sát, thiết kế thi công và số hóa nhà ở sẽ giúp cho quý khách hàng giám sát và quản lý công trình một cách sát sao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, thiết kế thi công với chi phí hợp lý nhất, đúng nhu cầu của từng gia chủ và đảm bảo tiến độ đề ra. Thảo Đương Hôn chuyên thiết kế và thi công các mẫu nhà cấp 4, nhà mái Thái, nhà mái Nhật, biệt thự, lâu đài, khách sạn, văn phòng công ty và nhiều công trình khác. Với sự phát triển mạnh mẽ, Thảo Đương Hôn đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với nhiều chi nhánh lớn nhỏ như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ, v.v. Nhờ vậy, Thảo Đương Hôn đã rút ngắn được nhiều thời gian và thuận tiện hơn trong việc tư vấn, khảo sát, thiết kế và thi công trên mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, Thảo Đương Hôn đã vinh dự được nhận giải thưởng uy tín, giải thưởng thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Top Brand 2021, tự hào là đơn vị dẫn đầu xu hướng nhà đẹp hàng đầu hiện nay và ứng dụng tốt trong phong thủy nhà ở. Công ty luôn được nhiều báo đài truyền thông lớn như đài truyền hình HTV1, VTV3, HTV9, các trang báo điện tử uy tín và các tạp chí xây dựng đưa tin. Thảo Đương Hôn còn sở hữu độc quyền phần mềm tra cứu phong thủy do chính chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc ông Lê Đình Thao trực tiếp lập trình, được nhiều kỹ sư, chủ đầu tư quan tâm tham khảo. Quay trở lại với mẫu nhà mái Thái của gia đình chị Tú ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sau khi đến tận nơi đo đạc, các kiến trúc sư Thảo Đương Hôn đã lên phương án thiết kế nhà mái Thái sân vườn với diện tích xây dựng khoảng 105m2. Nhà mái Thái được thiết kế nhẹ nhàng, hài hòa từ cách phối màu, đường nét thiết kế cho đến tổng quan. Gam màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, xám, nâu, được phối hợp hài hòa, trang nhã, phù hợp với không gian sân vườn yên bình. Hệ mái chữ A được thiết kế cân đối, tỉ mỉ cùng với các chi tiết trang trí cách điệu. Khu vực sảnh chính và sảnh phụ được thiết kế thông với nhau, khu vực này còn được thiết kế rộng rãi, giúp gia chủ có thể thoải mái và tiện lợi khi đi lại. Nhà mái Thái sân vườn được sử dụng đồng nhất hệ cửa gỗ và được gia công tỉ mỉ. Hệ cột trước nhà vuông vức kết hợp với cột được bo tròn vừa tạo sự chắc chắn vừa mang lại tính thẩm mỹ cao. Ở chân cột và chân tường nhà được ốp gạch giúp công trình càng thêm sang trọng và bề thế hơn. Khu vực sân vườn được các kiến trúc sư của Thảo Đương Hôn tận dụng để trồng hoa và cây cảnh. Bên hông nhà còn có hồ sen nước, gia chủ có thể thoải mái tận hưởng không gian trong lành, ngắm nhìn cảnh hồ sen thanh nhã vào mỗi buổi sáng. Thảo Đương Hôn tự tin là đơn vị chuyên thiết kế và thi công trọn gói uy tín hàng đầu toàn quốc với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, sáng tạo, làm việc hết tâm huyết với nghề. Mỗi công trình do Thảo Đương Hôn thiết kế và thi công đều mang dấu ấn độc đáo riêng, đáp ứng tốt nhu cầu của từng gia chủ. Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, Thảo Đương Hôn vinh dự được nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Top Brand năm 2021. Đó chính là nhờ sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng trên toàn quốc đối với Thảo Đương Hôn. Vừa rồi, chúng ta vừa cùng nhau khám phá mẫu nhà mái Thái sân vườn của gia đình chị Tú ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà mái Thái này hay mong muốn sở hữu bất kỳ mẫu nhà đẹp độc đáo nào khác, hãy liên hệ ngay qua số hotline 0834 54 74 74, 0919 54 74 74 hoặc 0374 33 55 66 để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Đương Hôn liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe kênh Thảo Đương Hôn để theo dõi và cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.